bảo là chưa đủ tuổi thì không được lấy. Em thích nhau thì lấy. Lấy chồng từ lúc 16 tuổi ạ, cũng thấy vất vả. Vất vả là vấn đề đi học các kiểu không đủ ấy, không đủ tiền để đi học các kiểu. Lấy rồi thì bây giờ cũng cảm thấy là sớm quá. Vợ cũng nói chung là cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn về nuôi con, lại phụ trách công việc gia đình nữa, thì vợ cũng thấy sức khỏe của vợ cũng giảm nhiều. Phong tục của người Mông để lấy vợ lấy chồng sớm thì cái này nó cũng từ bao đời nay rồi. Đấy, về cả các cấp chính quyền vào tuyên truyền cũng rất nhiều. Đấy, nhưng mà cái tình trạng là bỏ học để đi lấy chồng, lấy vợ sớm là vẫn còn. Cái đội trẻ bây giờ thì là người ta cũng tiếp cận rất nhiều với internet, với mạng xã hội, thì việc tăng cường truyền thông trên đó thì cũng được chúng tôi bắt đầu triển khai và đang tìm cách để thực hiện nó hiệu quả hơn.